Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ qua chủ đề Bayes với phần tính chất hóa học của Bayes. Trước hết các em cần nắm khái niệm mới. Bayes là hợp chất tạo ion OH- và các base tan. Trong chương trình lớp 9, chúng ta học các base tan này là chủ yếu. Những base còn lại là các base không tan, hoặc các em có thể lật sách giáo khoa bảng tính tan để biết base nào tan, base nào không tan. Bởi vì tính tan của base ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất hóa học của các base. Tính chất thứ nhất, tác dụng với chất chỉ thị màu. Quan sát hình 1.14. Nhỏ một giọt dung dịch NaOH lên giấy quỳ tím, các em thấy giấy quỳ tím thay đổi màu như thế nào? Tiếp tục, cũng dùng dung dịch NaOH và nhỏ một giọt phenolphthalein không màu vào dung dịch NaOH, các em thấy phenolphthalein đổi màu như thế nào? Vậy chúng ta rút ra kết luận, dung dịch base làm quỳ tím đổi thành màu xanh. Dung dịch base làm phenolphthalein không màu đổi sang màu hồng. Và nhớ rằng chỉ có những dung dịch base mới làm đổi màu chất chỉ thị. Nghĩa vậy thì chúng ta hiểu thêm là những base không tan không có tính chất này đâu nha. Tính chất thứ hai là tác dụng của các dung dịch base với acidic oxide, chúng ta đã được học ở bài oxide. Tính chất thứ ba là tác dụng của base với acid. Tác dụng của base với acid thì không phân loại loại base nào cả. Base tan hoặc base không tan đều tác dụng với acid được. Ví dụ, ống nghiệm này chứa base không tan COOOH 2 lần. Sau đó cho dung dịch HCl vào. Các em thấy phần chất rắn màu xanh sẽ tan dần. Nếu chúng ta lắc đều ống nghiệm này thì chất rắn màu xanh này sẽ tan dần cho đến hết. Quan sát hình mô phỏng thí nghiệm nhiệt phân COOH 2 lần. Cho chất rắn màu xanh COOH 2 lần lên bát sứ và đun bằng đèn cồn. Đây là cái lưới amiăng để nhiệt nóng đều. Sau một thời gian thì chất rắn màu xanh COOH lần này sẽ bị chuyển thành chất rắn màu đen COO. Điều này chứng tỏ rằng phản ứng hóa học đã xảy ra do có sự thay đổi màu sắc. Đó là dấu hiệu của phản ứng chính. Dấu hiệu chính của phản ứng. Thí nghiệm đó giúp chúng ta rút ra kết luận các base không tan sẽ bị nhiệt phân hủy thành oxide và nước, hơi nước bay lên chúng ta khó quan sát thấy. Thí nghiệm, nhắc lại nhé, khi đun nóng base không tan COOH trên ngọn lửa đèn cồn thì sẽ thấy hiện tượng COOH 2 lần màu xanh lơ bị nhiệt phân thành chất rắn màu đen là COO và hơi nước. Phương trình xảy ra như sau, COOH 2 lần nhiệt phân ra COO cộng H2O. Oxide này chúng ta lấy kim loại kết hợp với oxy, với O, COO hóa trị 2, O hóa trị 2 nên đơn giản mất. Từ đó rút ra kết luận các base không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxide và nước. Và tính chất này chỉ đúng với base không tan thôi nha. Những base tan không thể hiện tính chất này. Chúng ta có hai bài tập nhỏ. Bài tập số 1. Các em tự đọc đề nhé. Bây giờ thầy hướng dẫn cách giải. Base tác dụng được với dung dịch HCl. HCl là acid. Như vậy tất cả các base này đều tác dụng được. Các em viết 3 phản ứng. Bị nhiệt phân hủy, chỉ những base không tan mới bị nhiệt phân hủy. Dùng bảng tính tan trong sách giáo khoa tra ba cái base này, thì chúng ta thấy
chỉ có CuOH2 lần không tan, do đó viết cái phản ứng nhiệt phân CuOH2 lần như bài học đã giới thiệu. Tác dụng được với CO2, CO2 là acidic oxide, vậy chỉ có những cái base tan mới tác dụng được, đó là NaOH và BaOH2 lần. Các em viết với CO2. Đổi màu quỳ tím thành xanh thì chỉ đúng với các base tan, đó là NaOH và BaOH2 lần. Phần D này chúng ta không viết phương trình hóa học. Bài số 2. Cho 15,5 gram Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch base. A. Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch base thu được. B. Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%, có khối lượng riêng 1,14 gram trên mililít, cần dùng để trung hòa dung dịch base nói trên. Thầy giới thiệu công thức. Khối lượng của dung dịch sẽ bằng thể tích dung dịch nhân khối lượng riêng của dung dịch. Vậy chúng ta sẽ viết phương trình Na2O tác dụng với nước tạo NaOH, nhớ cân bằng, đổi số mol Na2O thế vô phương trình, tính ra số mol NaOH, rồi lấy số mol đó chia cho thể tích thì được nồng độ mol của base NaOH thu được. Sang câu B, lấy NaOH đó viết phản ứng với H2SO4 và cũng nhớ cân bằng. Từ số mol NaOH của base ở câu A, các em đem xuống phương trình ở câu B, suy ra số mol H2SO4. Nhìn thấy câu B có C%, vậy là phải tính khối lượng. Đề cho C% là tính khối lượng, mà đề cho CM thì tính số mol nha. Có nồng độ phần trăm thì sẽ tính khối lượng H2SO4. Rồi áp dụng công thức C% sẽ tính được khối lượng dung dịch H2SO4. Có được khối lượng dung dịch thì dùng công thức khối lượng riêng này sẽ tính được thể tích dung dịch. V sẽ bằng M dung dịch chia cho D dung dịch. D dung dịch là đề cho 1,14 gram trên ml. Đây chính là D của dung dịch. Còn M dung dịch là các bạn sẽ tìm qua công thức C%. Rồi, về nhà các em viết bài và làm bài tập nha. Tạm biệt các em. Hẹn gặp các em ở những tiết học sau.